Thì các bạn, đây là chỗ người ta ngâm mẫu đây. Đấy. Chỗ này thì người ta dùng để ngâm mẫu trong một cái phòng thí nghiệm. Đó. Thấy không ạ? Trong một cái phòng ngâm mẫu có rất là nhiều mẫu, quá trời mẫu luôn. Thì bê tông sau khi lấy về đây thì sẽ được ngâm, ngâm xong rồi 28 ngày chúng ta sẽ đem nén nó. Một cái phòng quá trời mẫu luôn.